vừa rồi của Việt Phong đã đập vào người của Zibanejad. Văn Toàn rất chính xác. Dứt điểm. Quá đẹp mắt. Như vậy là bàn thắng không được công nhận. Người đưa được bóng vào trong khung thành cuối cùng là Văn Toàn. Nhưng anh đã ở trong thế việt vị, nhưng trước đó phải kể tới một tình huống phù hợp tấn công cực kỳ đẹp mắt với cú dứt điểm rất khó chịu của đội trưởng Minh Vương. Bóng đã ra ngoài tầm với.